Hello, xin chào mọi người nha. Thì như các bạn thấy thì kế bên mình là một chiếc Honda CR-V đời 2010 nha. Thì anh chủ tới bên mình để nâng cấp. Trước tiên thì khi đi đêm á, thời tiết trời mưa với tối á, thì đèn zin của nó thì mờ, quá mờ rồi. Thì anh chủ đã ghé bên mình nâng cấp một cặp bi gầm X-Line F10 nha. Tiếp theo thì bi trên Godfa thì anh nâng cấp thêm một cặp GTR Premium Ultra bi LED với nhiệt màu của nó thì 4800, anh sang tránh ngã vàng á, giúp đi bám đường này. Và bi pha thì anh thay luôn một cặp V12 Ultra Pro luôn đó. Thì để mình test ánh sáng thực tế cho các bạn xem nha, cái độ mờ của nó như thế nào nha. Rồi, ánh sáng thực tế nó khi bật đèn lên này đó, rất là mờ luôn. Pha này, cái này nếu đi trời mưa buổi tối thì không thấy gì luôn đó, mờ. Khi anh mua xe thì trong hãng nó có tặng anh bộ phim rồi, nhưng mà đi hiện tại thì cũng được gần 13 năm rồi thì đi rất là nóng. Thì anh đã nâng cấp cho mình thêm một bộ phim nha, bộ phim 3M trên của xe của mình. Thì với mã kính lái thì anh chọn cho mình mã CR50, các sườn còn lại thì anh dán mã CR20 nha đó, để đảm bảo cái độ mát nha. Thì sau khi quá trình nâng cấp xong á, thì nó sẽ cho được mình kết quả như thế này nha. Bi Premium á, thì gắn vào bi này nè, như zin luôn đó. Còn bi gầm thì mình sẽ gắn ở dưới này nha đó. Để mình test ánh sáng thực tế cho các bạn xem nha. Đây, đây là mở khi ánh sáng mình bật bi gầm nha, nhật sáng vàng nha, đi rất là bám đường nha. Đây là cốt này, pha này, pha này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Anh em nào cần hỗ trợ hay thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua bên Auto 365 49 mình nha. Bên mình sẽ tư vấn trực tiếp hoặc là y cho mọi người nha.